mà được tóc rất là support ý. Nghe các shop than quá trời. Nhưng mà cũng biết sao mọi người ơi, bây giờ là kinh tế khó khăn mà mọi người. Thật sự kinh tế rất là khó khăn luôn ý. Thì các brand cũng cố gắng có những cái giá ưu đãi tốt trong khoảng thời gian này, tại vì người tiêu dùng họ cũng sẽ thắt chặt thu chi hơn, tại vì kinh tế đang suy thoái, mọi người không biết là tương lai sẽ như thế nào, nên là cũng sẽ lựa chọn những cái sản phẩm mà tốt nhưng mà sẽ có ưu đãi cũng tốt trong khoảng thời gian này. Thì chị thấy cái đó cũng rất là ok mọi người. Chị đang bầu à, chị đang bầu hả? Chị đang bầu mấy tuần rồi ta? Chị đang bầu tuần thứ 20 mấy hay 30 á mọi người, chắc là 30 đấy, 30-31 chứ, chị khoảng tầm 7-8 tuần đó. Chị chụp ảnh bầu không chị? Có chụp ảnh bầu mà bữa giờ lu bu với cái phòng em béo không có thời gian chụp ảnh bầu luôn. Đang muốn chụp một cái style nó thật là ngầu, kiểu giống như mặc đồ jean xong rồi kiểu giống Rihanna đó mọi người, xong rồi nó sẽ hơi lộ bụng xong rồi kiểu màu tóc, nhưng mà kiểu cũng phải nữ tính nha, tóc kiểu hơi lơ 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 dài thế này nè, kiểu hơi tay tay á cả nhà. Chị ơi, chị đang like máy nào mà đẹp vậy? iPhone 14 của bà Dương nè mọi người. Chị xin em bé ở bệnh viện nào ạ? Chị đang coi Phát Việt hoặc là IH hoặc là Hạnh Phúc, chưa biết chọn học sinh nữa. Mọi người ơi, bây giờ chị out nhá, chị out ra chơi với mấy mọi người đây, tại vì hôm nay là đã tới cái giai đoạn mà mọi người đã chuẩn bị nhận được các sản phẩm từ các buổi livestream của chị và Dương rồi, nên chị lên live đây. Live hôm nay Dương cũng có up clip để nếu như mọi người có vấn đề về cái sản phẩm khi mọi người mua hàng trên cái live của chị, thì tụi chị hy vọng rằng có thể đứng ở giữa brand và khách hàng để giải quyết, nếu mà khách hàng cảm thấy mọi người nhận sản phẩm không vừa ý, hay là thiếu quà, hay là bị cái gì đó, hay là nhắn tin brand không trả lời, thì chị sẽ thay mặt hello Thảo Phương. Thảo Phương dễ thương thế, tặng hoa là thấy dễ thương rồi, bắt tim được chứ, trời ơi. Chị like chơi luôn đi, chị like hôi mọi người ơi, nó ồn ào lắm, chị muốn chơi la ó thì kia rồi. Nhà em đồ anh dùng còn nhiều, chưa mặc hết nữa. Mặc từ từ đi bé, tranh thủ mua trong khi cái giá nó đang hở siêu hời. Chị nhớ edit clip mua đội bé ok, tại vì chị muốn edit cái clip đó xong rồi chị đăng lên, xong rồi chị sẽ xin mọi người thêm nhiều brand nữa để chị đi coi và chị đánh giá như thế nào, rồi chị mua cái nào chị cũng chia sẻ thêm cho mọi người nha. Kim Hiền comment này dễ thương quá, hôm em mua áo 99k mà các bạn gửi thiếu mũ cho em, mà các bạn hỗ trợ nhiệt tình, cảm ơn chị nha. Trời ơi, cảm ơn em. Ok, bây giờ thì bye bye mọi người nha, chúc mọi người buổi tối vui vẻ, và Hi hứa với mọi người là bây giờ chị dựng clip và ngày mai chị sẽ up clip luôn, clip đi coi luôn. Mà trời ơi, coi rồi mấy dễ thương lắm luôn ý, nhưng mà chưa đủ tuổi thiệt, đừng có nghĩ tới, như chưa coi cho vui thôi. Còn bạn nào mà đang trong cái tuổi mà đang cùng cái mood mang bầu với chị thì coi chung với chị nha, để như là mình chia sẻ cảm xúc đó. Bye bye mọi người, nhớ comment clip mới của Dương nha. Nếu như mọi người thích brand thì mọi người cũng nhớ khen brand hoặc là comment các brand mọi người đã mua, để nhưng mà chị có thể dễ dàng xin thêm những cái deal siêu hời cho mọi người nha. Chị tắt đây, bye bye mọi người.